Rồi, phát này mà không được lên được nữa thôi đấy. Chắc được, chắc được. Lần đầu tiên câu được được hồng ở đây luôn. Bác Vinh ơi, Bác Vinh ơi, mày sao chạy thoát được khỏi bàn tay của tao? Em này cũng được to phết đấy chứ không phải nhỏ đâu. To phết đấy. Hả? Hồng chứ. Hồng nước lợ này. Người nó kiểu nhạt nhạt đấy nhờ. Hồng á. Mẹ nó con này cũng phải được nãy giờ mà nó còn chiêu giờ đấy. Được phải được tầm 7 lạng. 5 lạng. Không phải 7 lạng chứ. Kẹp không? Em thử cầm, em thử nhấc lên mà xem. Thật được không? Đúng. Hả? Đấy. Tiếng kêu mà ai cũng phải ngoảnh lại. Ủa con này to đấy em ạ. Xịt ra, xịt ra, xịt ra. Cho anh. To. Ui giời. Ui giời ơi, thơm quá. Trời ơi. Nó phải mồi này nó mới ăn. Nó phải là DVK50 ạ. Chơi vậy ai chơi? Chơi vậy nó mới vui chứ. Một thằng thì đã ném cả 100 đường công an. Một thằng sẽ ném vài đường chơi anh ở dính luôn. Gỡ đây em. Chân mày mất đoàn kết quá. Chơi. Thì anh có lẽ phải buộc lại dây rồi, nhìn kiểu sơ sài quá. Ôi. Đủ con này cả cái lô á. Chơi vậy cũng được rồi, mất rồi chết rồi anh ơi. Sao con đã khi nãy em ấn mà kiểu cầm cái cỏ. Thơm chưa? Nhem nhem. Đấy. Anh em thấy chưa? Thành quả của hôm nay đấy. Đấy. Ui con này của anh có lẽ phải được cân đấy em ạ. Nhìn to vậy mà đúng không? Ừ, đấy. Ba em. Đấy, ba là Nghi Quang nhá. Anh em nào cứ bảo là cá không ăn lua thì xem video này xong mai đến vụt luôn. Này là 97.